Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay cái gì vậy? Em tặng hương. Và mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu bức tranh thư trái tim nha. Đó, một lá thư ở bên trong này, trái tim nhé. Và để đỡ mất nhiều thời gian, mọi người sẽ luôn bức tranh mình nha. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một màu tô trái tim nha. Đó, tiếp theo là sử dụng một xanh lá nhé. Ok. Thế thì chỉ rồi biết rồi nhỉ. Ok. Ôi nha mọi người. Gì đó. Có hương bày ra được như này đây. Đúng không mọi người ơi? Ok nha mọi người. Bây giờ phớt còn cái đăng không anh? Chờ xem chuyện một thể. Tôi đi em ơi, bây giờ em đang đi bạn bạn 3.0. Vâng, đây ý là bên bên anh có cái đăng không để em để mai chuyển một thể. Xem nốt 27 tập 3.0. Ok nha mọi người. Mà sao anh ép 15 nhưng được nào? F15. Hai. Ok mọi người. 19. Cứ phải rút ra trên vườn báo lắm. Ok nha mọi người, sạch chữ này. Ok nha mọi người, tôi ạ. Và mình sẽ hoàn thành Ok mọi người, mình chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh bức tranh này, có thể cho mọi người xem nha. Mọi người mình chốt, mình xóa bớt tin nhắn đi ha. Ừ. Ok. Ok nha mọi người.
cái gì? Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ thỉnh thoảng cái kẹp sách tờ đấy hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng mọi người trong một chiếc bài ngoài tóc năm 2023 nha mọi người. Và bây giờ thì xin hướng mọi người trong một chiếc chiếc này đây là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Ok. Ok nha. Mọi người tô đi ạ. Uầy. Ok nha. Xong rồi, quá là easy. Mời tô đi ạ. Ok. À đấy, giờ nhìn lại lại quên mang chuyện rồi. À. Không có nhớ. Về nhà là không có nhớ. Còn quên thôi. Giờ xem lại ảnh mình nhớ ra. Hết kiểu cả là hết kiểu ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Ok. Biến sẵn rồi. À, mọi người tốt đi ạ. Mình sẽ tắt máy một thời gian nha. Ok. Mọi người tô đi ạ. Ok mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Tớ play zombie 2. Nè, không. Giết thời gian chơi và ngồi cũng buồn. Ờ. Cái 1 với cái 2 nó chả liên quan đâu. Ừ, đúng rồi. Cái 2 nhiều đảo luôn, đảo Ai Cập, đảo cướp biển xong rồi biển các kiểu.
Và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn là tất cả mọi người em tiếp theo một like share nghỉ kênh nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu một nhân vật trong play zombie. Và đó là gì mình cũng siêu. Ok. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ tô luôn bức tranh này nhé. Ok. Tôi tự dưng lười quá, mình đến phải ngồi chơi suốt ngày lười lắm. Để mình hack về chơi cho nó mượt. Ok nha. Ok. Người tôi được không ạ? Nhìn vừa thái thì tay xong. Ok. Ok. Giờ cháu game gì mới mới nhỉ? Chơi giết thời gian. Mời tôi đi ạ. Rất là đẹp luôn. Ok. Ok. Mọi người tô được không ạ? Ok nha mọi người. Mọi người tô đi ạ. Ok mọi người tôi đi nào. No. Ok nha mọi người. Game này là game thể loại lẫn lộn nhiều anime này, cũng cả Attack on Titan. Đúng không? Nhưng mà nó tổng hợp nhiều loại anime game. Đây là phiên bản game Titan, nhìn như vật hãng đây. Đây, Attack on Titan phiên bản game. Ý là vai có luôn hả? Đó hả? Tên là gì vậy? Tên là Phê Happy nước ngoài. Ok nha mọi người. Tôi đang có bảng có thể có Titan 4 Queen này. Nó kể đi. Ok. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã hoàn thành nha mọi người. No. Ừ.
Ok, bà mình sẽ hoàn thành mission nhanh nhất có thể trong 10 xe nha. Ok. Quốc gia vào vùng Việt Nam thôi. Bộ đang Việt Nam mà ta. Ok nha mọi người. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Sau đây mình sẽ nói một lời khuyên một chút một chiếc bút màu có thể tôi và em màu khác nhau nha. Và đây sẽ chính là bức tranh của mình trước khi mình tô màu. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy màu này tô màu và Ok. màu tiếp theo sẽ mình luôn nha. Let's go. Ok nha mọi người. Tô được không ạ? No. Tết hết tháng là sắp Tết rồi. Chưa đi làm móng, chưa làm tóc, chưa mua quần áo mới, chưa giảm cân. Trời ơi, cái cuối thì thôi. Hả? Không làm được đâu. Ai, ai, ai là người nhồi nhét ăn cơm mỗi ngày vậy? Một trong em mà nói rất linh tinh như À, vậy. thôi nhiều nhất thêm trà sữa. Rồi, cứu mình với được không? Mình sắp chết đến nơi. Làm nào để giảm cân nhanh? Chiêu tập thể dục người là lười lắm chứ không đâu. Ý là thằng thì ghét này, thì ghét hai nó cân lên xong mình làm mình ăn theo. Chả liên quan. Thằng ấy em muốn nhìn nó hoặc là em đi nấu cho nó ăn một mình á. Ok rồi, nó có bắt em phải ăn cùng ai. Ok nha mọi người tô được không ạ? Ok. Ai muốn trà sữa uống mãi giờ để ý. À, sáng em uống luôn mà. À, Sao vô tới anh ở đây? sáng tới dậy sớm mà định đi làm nhưng mà thôi làm chiêu chiêu gánh chiều. Ok nha mọi người. Mời tôi được không ạ? No, đây là bức tranh của mình khi mình đã tô mình rửa ra mình sẽ làm những nốt rửa lại cho mọi người xem kết quả video nên mọi người theo dõi mình. Nhưng mà các trai thường đến Tết sẽ làm những gì? Sẽ chuẩn bị uống những gì? rượu
Rồi xem đăng ký kênh của mình nha. Bye bye. Tạm biệt tất cả mọi người. Bạn gái thì thường đi bye làm bye. tóc được.